Chúng tôi lắp ráp, xe tải đổ hai bên. Đến lúc đổ xăng rồi, xe tải đổ hai bên. Kéo súng tiếp nhiên liệu có màu phù hợp vào bình chứa nào. Bơm. Chúng ta đã làm được rồi. Hãy xây khung. Hãy sửa chỗ bị rỉ sét nào. Hãy sơn lên chỗ bị phai màu. Xong. Đổ hai bên. Đến lúc đổ xăng rồi, xe tải đổ hai bên. Sẵn sàng. Hãy hoàn thành các bức tường. Sửa chỗ bị rỉ sét nào. Hãy sơn lên chỗ bị phai màu. Bạn đang làm thật tốt. Đổ hai bên. Chúng ta đã làm được rồi. Đến lúc đổ xăng rồi, xe tải đổ hai bên. Đừng dừng lại. Hãy để cây trồng trong sân.
sửa chỗ bị rỉ sét nào. Hãy sơn lên chỗ bị phai màu. Chúng ta đã làm được rồi. Cần gạt xuống để dọn đường. Cứ làm tốt như thế. Và bây giờ chúng ta có thể hoàn thành việc xây dựng. Lần lượt từng đồ vật để loại bỏ chúng khỏi đường. Hãy chạm vào công cụ có thể giúp loại bỏ chướng ngại vật. Bạn đang làm thật tốt. Hãy lắp mái nhà nào. Cần rửa xe cẩu. Hoan hô. Cần làm đầy nó. Xe tải đổ hai bên. Bạn đang làm thật tốt. Hãy xây dựng tầng 1.
loại bỏ chỗ bị rỉ sét nào. Hãy sơn lên chỗ bị phai màu. Tuyệt vời! Chiếc xe phải vượt qua những chướng ngại vật, hãy giúp nó. Hãy di chuyển bộ phận đến vị trí của nó. Hãy chạm vào tất cả các đồ vật để dọn đường. Sẵn sàng. Hãy xây dựng tầng 2. Hãy di chuyển bộ phận đến vị trí của nó. Hãy di chuyển bộ phận đến vị trí của nó. Cứ làm tốt như thế. Bây giờ chúng ta cần làm đầy nó, cầu trục. Xong. Chúng ta sẽ tạo một mái nhà. Phải bỏ vết rỉ sét khỏi máy. Hãy sơn lên chỗ bị phai màu. Cứ thế nhé. Thank you.
tốt như thế. Chiếc xe phải vượt qua những chướng ngại vật, hãy giúp nó. Hãy chạm vào công cụ phù hợp. Hãy chạm vào các đồ vật để dọn đường. Xong! Lắp cửa ra vào và cửa sổ. Chúng ta cần rửa. Xe tải đổ hai bên. Tuyệt vời! Bạn đang làm thật tốt. Bây giờ chúng ta cần làm đầy nó. Xe tải đổ hai bên. Cứ thế nhé. Tường chống thời tiết. Hãy loại bỏ vết rỉ sét khỏi máy. Hãy sơn lên chỗ bị phai màu. Sẵn sàng. Đến lúc đổ xăng rồi. Xe tải đổ hai bên. Cứ thế nhé. Sắp xếp nội thất và thiết bị. Việc xây dựng đã hoàn tất. Hãy xem hồ bơi tuyệt vời bạn đã xây dựng. Xe
tải đổ hai bên. Chỉ thế thôi. Hãy giúp xe đi đến đích. Hãy chạm vào các đồ vật để dọn đường. Hãy di chuyển bộ phận đến vị trí của nó. Đừng dừng lại. Thêm ít rau xanh. Hãy rửa nào, xe tải đổ hai bên. Sẵn sàng. Tải đổ hai bên. Chúng ta đã làm được rồi. Hãy giúp xe đi đúng hướng. Hãy chạm vào các đồ vật để dọn đường. Hãy chạm vào công cụ phù hợp để loại bỏ chướng ngại vật. Chỉ thế thôi. Đắc nhất. Cần rửa, xe tải đổ hai bên. Chúng ta đã làm được rồi. Bây giờ chúng ta cần làm đầy nó. Xe tải đổ hai bên. Chỉ thế thôi. Hoàn thành đáy hồ bơi.
Hãy loại bỏ chỗ bị rỉ sét nào. Hãy sơn lên chỗ bị phai màu. Đừng dừng lại. Qua các chướng ngại vật với chiếc xe. Hãy kéo cần gạt xuống để dọn đường. Hãy kéo cần gạt xuống để hạ nó xuống. Xây dựng ván khuôn cho các bức tường. Hãy rửa nào, xe tải đổ hai bên. Sẵn sàng.